Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Soi nhà riêng của quan lê tại Mỹ, nhìn bên ngoài tưởng miệt vườn, vào trong mới biết là cung điện. Mới đây thì nam ca sĩ đăng tải hình ảnh căn phòng ngủ của mình khiến cho người hâm mộ bất ngờ vì bên trong căn phòng khác hẳn với vẻ bề ngoài của căn nhà. Quang Lê là một trong những ca sĩ hải ngoại nổi danh ở cả trong và ngoài nước, được rất nhiều người hâm mộ. Vì công việc chủ yếu tại Mỹ, nam ca sĩ từ lâu đã định cư tậu cho mình một căn nhà nhỏ tại California. Sống xa quê hương, Quang Lê vẫn giữ nét đặc trưng của một căn nhà Việt khi đưa nét giản dị, mộc mạc vào căn nhà mình với vườn tược, cây cối được trồng xung quanh. Quang Lê cho hay anh thích tự tay chăm sóc cây trái. Cách đây vài năm, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân để người hâm mộ tại quê hương biết được anh vẫn một lòng hướng về cội nguồn. Căn nhà cũng vì thế mà được nhiều người biết tới. Trong vườn nhà Quang Lê trồng rất nhiều loại trái cây, có nhãn, khế, ổi, thanh long, thậm chí là cả trái thị. Nhiều bạn bè Việt sang thăm nhà Quang Lê đều thích ra vườn hái hoa quả để cảm nhận được hương vị quê hương. Tuy nhiên, nếu nghĩ căn nhà của Quang Lê thật sự giản dị như thế thì bạn đã sai rồi. Bên trong căn biệt thự của nhà nam ca sĩ đập phở cây đàn xa hoa hơn rất nhiều. Theo đó, bên trong căn nhà, Quang Lê lựa chọn tông màu trắng làm chủ đạo. Diện tích nhà không quá khủng nhưng ngược lại khá rộng và thoáng đãng. Nội thất bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng, hợp lý, tạo không gian thoải mái, tiện lợi. Căn nhà của Quang Lê hiện đại và tiện nghi. Chiếc bàn dài màu trắng trong phòng bếp tạo nên sự sang trọng. Phía trong căn phòng khách được anh trang trí tinh tế, ấm cúng. Đặc biệt, góc phòng ngủ của nhà anh mới thực sự là tâm điểm của căn nhà. Từ giường, chăn, nệm tới cách bài trí đều toát lên vẻ sang trọng, đắt giá mà được nhiều người ví tựa như cung điện thu nhỏ. Khác hẳn với vẻ bên ngoài, phòng ngủ của Quang Lê vô cùng cầu kỳ. Cách đây vài tháng, Quang Lê cũng đã sửa sang lại nhà, lát thêm phần nền gỗ và cải tạo khu làm việc với màu sắc nổi bật nhằm khơi gợi cảm hứng nghệ thuật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.